Mình xin chào tất cả các bạn nữa nha. Thì hôm nay mình lên cho các bạn một con chim rất là đặc biệt nha các bạn. Mình sẽ nói rõ, nói sâu về con chim này. Đây là một con chim rất là đặc biệt, một con chim bối tâm huyết các bạn ơi. Thì tính từ bắt đầu từ con chim mà mình nhốt lồng cho tới bây giờ thì nó là 8 thăng lồng nha các bạn. 8 thăng lồng. Thì mình sẽ quay sơ về cái ngoại hình con chim. Thì con này nó có hình bắp chuối. Chuối các bạn. Cườm và đặc biệt là cườm tấm, cườm dây đi rất là đều và rất là đẹp. Đó, mỏ ngắn. Mắt sắc sảo, kẹp chân này khỏi nói rồi các bạn ơi, lùn. Chân thì quá đẹp luôn rồi, quay cơm nè, không cần phải nói cái gì nữa rồi, nó quá là xuất sắc nha các bạn. Thì đó là sơ về ngoại hình con chim này, ngực nở ngực bầu đó các bạn. Thì đó là sơ về con chim và cái ngoại hình các bạn. Cái con này là con thổ thổ pha nha các bạn, thổ pha cực kỳ tốt tiếng, rất là tốt tiếng. Cái con chim này là mình đánh nguyên một buổi chiều là nó không chịu rớt các bạn, nguyên một buổi chiều mà nó không chịu rớt là buổi chiều tối là phải theo nó, là biết cái chỗ nó ngủ đó. Xong rồi là sáng hôm sau là 4 giờ sáng lại lên có mặt ở ngay ở cái chỗ nó ngủ rồi bạn, ngay cùi nó luôn, là xong xuôi hết, là đặt xong xuôi hết là 5 giờ rưỡi là bắt, đến 8 giờ là mới bắt được con chim này. Nó chơi là phải gọi là quá đẳng cấp luôn, nó gù như cái máy mà nó đứng trên cây là chính, nó đứng trên cây nó thúc, nó gù, nó thúc, nó gù. Con này thì kèm một kèm hai, nó kèm lộn xộn mà nó không giật ầm ầm ầm, nghe rất là đã tai nha các bạn. Nó xuống nó gù như cái máy vậy đó. Nói chung là nó gù liền 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 liền, một giây có khi 30 mấy nhịp. Nó gù một cái giây nó rất là dài, nó gù đều, nó xuống nó thúc, nó gù nữa. Gọi là nó quá là đẳng cấp luôn. Thì mình sẽ lên mã trên video. Thì bạn nào có muốn nuôi để sở hữu thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại trên màn hình luôn nha các bạn. Lâu lắm mới có được một con thổ nó như thế này đó các quá là đẳng cấp luôn. Mình cũng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua nha các bạn. Rồi, mình xin chào tạm biệt các bạn nha.